hồng hoang bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế thẳng thi tam vạn niên xuyên qua mà đến ngũ thánh thành đạo nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com khương hằng chậm rãi mở hai mắt ra mê mang nhìn qua xung quanh đó cũng không phải hắn trong trí nhớ quen thuộc địa phương đây là nơi nào ta tại sao lại xuất hiện ở đây ta không phải vừa phát sinh tai nạn xe cộ sao đây là ảo giác đột nhiên ở giữa khương hằng trước mắt xuất hiện một cái cưỡi trâu lão giả lão giả này đằng không mà lên cao giọng nói ra ta là thái thanh lão tử hôm nay lập nhân giáo giáo hóa nhân tộc thiên đạo giám chi vừa dứt lời thiên đạo xúc động hạ xuống vô biên công đức dung nhập lão tử trong thân thể ta là lão tử bây giờ đã thành thánh từ hôm nay trở đi ta là thái thanh đạo đức thiên tôn trong chốc lát, thiên địa cùng nhau chấn động, tử khí tràn ngập bầu trời, hào quang dị sắc, lão tử đỉnh đầu hiện khánh vân, đây đã là thánh nhân chi tượng. Ngay tại lão tử thành thánh nháy mắt sau đó, lại là hai đạo to lớn thanh âm vang lên. Ta là Ngọc Thanh Nguyên Thủy, hôm nay đương lập siển giáo, siển thuật thiên đạo trí lý, thiên đạo giám chi. Ta là Thượng Thanh Thông Thiên, hôm nay đương lập tiệt giáo, lấy ra một tuyến thiên cơ, thiên đạo giám chi đồng dạng là thiên đạo xúc động hạ xuống vô biên công đức rất nhiều dị tượng xuất hiện nguyên thủy thông thiên thành tựu thánh nhân chi vị ta là nguyên thủy bây giờ đã thành thánh từ hôm nay trở đi ta là ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn ta là thông thiên bây giờ đã thành thánh từ hôm nay trở đi ta là thượng thanh thông thiên giáo chủ đại địa bên trên vô số sinh linh quỳ lại hành lễ trong miệng hô to Chúc mừng Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh đạo nhân chứng đạo thành thánh. Thánh nhân Thánh Thọ vô cương, lão tử Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, đây là Tam Thanh thành đạo. Nơi này là Hồng Hoang. Khương Hằng nhìn qua trước mắt cái kia đầy trời dị tượng, nghe cái kia to lớn thiên địa thanh âm xa vào đến cực độ chấn kinh cảm xúc bên trong còn chưa chờ khương hằng trì hoãn qua thần tây phương đại địa tu di sơn bên trong lại là hai cái đạo nhân cùng kêu lên nói ra ta là chuẩn đề tiếp dẫn hôm nay đương lập tây phương giáo giải chúng sinh cực khổ phổ độ chúng sinh thiên đạo giám chi vô biên công đức hạ xuống đầy trời dị tượng tiến đến chuẩn đề cùng tiếp dẫn tu vi bắt đầu liên tục tăng lên hướng về thánh nhân chi cảnh sung kích nhưng dần dần thiên đạo hạ xuống công đức trở nên càng ngày càng ít để chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người có một ít hết sạch sức lực đúng lúc này tây phương khắp mặt đất chuẩn đề cùng tiếp dẫn lần thứ hai cao giọng nói ra ta làm phật lúc ta bảo tự bên trong không địa ngục quỷ đói cầm thú cho đến lụa bay nhu động các loại không thể cái này nguyện cuối cùng không làm phật đây là thứ nhất nguyện ta làm phật lúc ta trong chùa người sở thụ khoái hoạt giống như lỗ hổng tận tỳ khưu. Đây là thứ 15 nguyện. Ta làm Phật lúc trong chùa Bồ Tát có thể diễn thuyết hết thầy Pháp hắn chỉ huy tài hùng biện không thể đo lường. Không thể cái này nguyện cuối cùng không làm Phật. Đây là thứ 38 nguyện. Ta làm Phật lúc ta trong chùa người hướng chính tín vị. Ly điên đảo tưởng, viễn ly phân biệt, chư căn thanh tịnh, chỗ rừng tận như viên bùn. Không thể cái này nguyện cuối cùng không làm Phật. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn chọn vẹn phát xuống 48 đạo hoành nguyện, thiên đạo xúc động, lần thứ hai hạ xuống vô biên công đức, để hai người này thành tựu thánh nhân chi tôn. Hồng hoang đại đế bên trên, vô số sinh linh lần thứ hai quỳ lại hành lễ, trong miệng hô to. Chúc mừng chuẩn đề, tiếp dẫn đạo nhân chứng đạo thành thánh. Thánh nhân thánh thọ vô cương, chuẩn đề. Tiếp dẫn, đây không phải Tây Phương giáo cái kia hai tên gia hòa chuẩn đề cùng tiếp dẫn đây cũng là mở lịch sử khơi dòng phát đại hoành nguyện thành đạo vậy liền tương đương hướng lên trời đạo vay mượn trước thời hạn tiêu phí còn đi cho dù hiện tại thành đạo tương lai cuối cùng vẫn là phải trả nhân quả không phải chỉ sợ thánh nhân chi vị đều sẽ khó bảo vệ được cho nên chuẩn đề cùng tiếp dẫn mặc dù thành đạo nhưng hai người này căn cơ bất ổn xem như thánh nhân bên trong yếu nhất tồn tại ta chỉ là ra rồi một trận tai nạn xe cộ, làm sao lại đến hồng hoang thế giới, Khương Hằng mê mang nghĩ đến. Khương Hằng cũng không phải là hồng hoang sinh linh, sinh ra ở hậu thế hắn, vốn là một cái khổ cắp cáp lập nghiệp thanh niên. Đi qua nhiều năm rèn luyện, thật vất vả lập nghiệp thành công, mắt thấy liền muốn bắt đầu hướng đi nhân sinh đỉnh phong, lại ngoài ý muốn tao ngộ tai nạn xe cộ. Thời khắc hấp hối, Khương Hằng thấy được một đạo rực rỡ ánh sáng. Trong mơ hồ, Khương Hằng tựa như còn nghe được một thanh âm. Đại Đạo 50, Thiên Diễn 49, nhân độn kỳ nhất. Lại tỉnh đến lúc Khương Hằng thế mà đã đến Hồng Hoang, hơn nữa còn vừa lúc đụng phải Ngũ Thánh thành đạo cảnh tượng hoành tráng. Theo Tam Thanh cùng Tây Phương Giáo hai vị thành đạo, thánh nhân thời đại tại hôm nay đã chính thức mở màn. Ta đây là ai? Ta là nhân tộc Khương Hằng rất nhanh liền biết rõ mình bây giờ tình trạng xuyên qua đến hồng hoang sau đó, hắn vẫn là một vị nhân tộc. Hơn nữa, Khương Hằng vẫn là nữ oa thánh nhân sáng tạo nhóm đầu tiên nhân tộc tại hiện tại trong nhân tộc xem như thủ lĩnh nhân vật bình thường. Nữ oa thánh nhân sáng tạo nhân tộc mà thành tựu thánh nhân chi vị, nhưng sáng tạo nhân tộc sau đó, nữ oa thánh nhân liền buông tay mặc kệ bây giờ hồng hoang đại địa, vẫn là vụ yêu tranh bá thời đại, hồng hoang đại địa bên trên không chỗ không phải nguy hiểm. Hoặc là nhắm người mà phệ yêu tộc, hoặc là cường đại hồng hoang mãnh thú, nhân tộc chỉ là sơ sinh, cục diện có thể nghĩ. Không có phương pháp tu luyện, không có đại năng chỗ dựa, nhân tộc chỉ có thể dựa vào ương ngạnh ý chí tại hồng hoang đại địa bên trên dãy giụa, lấy cầu sinh phát triển đến bây giờ, nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng đã có ức vạn chi chúng. Không đúng, thánh nhân thời đại tiến đến, chẳng phải là mang ý nghĩa lần thứ ba vu yêu đại chiến sắp xảy ra. Khương Hằng thần sắc biến đổi, nghĩ đến không lâu sau đó, trận kia khoáng thế đại chiến. Tại trận đại chiến kia bên trong, thiên địa vỡ vụt, vô số sinh linh vẫn lạc, nhân tộc sinh tồn ở hồng hoang đại địa bên trên, lại há có thể may mắn thoát khỏi tại khó càng thêm mấu chốt là yêu tộc còn giống như phải dùng nhân tộc đi luyện chế đồ vu kiếm, không biết bao nhiêu nhân tộc lại bởi vậy vẫn là sinh là nhân tộc một thành viên, Khương Hằng lại há có thể tại trận này quét sạch toàn bộ hồng hoang thế giới đại kiếp bên trong may mắn thoát khỏi tại khó. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm gì? Hẳn là có đầu rút cổ lên. Chờ đợi đại kiếp kết thúc. Có thể trốn được sao? đột nhiên khương hằng nhìn qua cách đó không xa thái thanh thánh nhân lão tử thầm nghĩ lấy có phải hay không tranh thủ thời gian ôm chặt thánh nhân đùi chỉ cần ôm chặt thánh nhân đùi vu yêu đại chiến kiếp nạn tự nhiên là không ảnh hưởng tới khương hằng mảy may nhưng căn cứ khương hằng biết thái thanh thánh nhân lão tử giống như chỉ là tại nhân tộc bên trong thu một tên đệ tử tựa như là gọi huyền đô đại pháp sư Bây giờ ta tại nhân tộc lập giáo, vừa là nhân giáo giáo chủ, đều có giáo hóa nhân tộc chi trách, hôm nay ta liền giảng đạo ngàn năm, lấy thường nhân quả. Thái Thanh Thánh Nhân lão tử rơi vào trong nhân tộc, nhìn qua trước mắt ức vạn nhân tộc cao giọng nói ra. Vô số nhân tộc quỳ mọp xuống đất bái tạ Thánh Nhân giáo hóa chi ân, Thái Thanh Thánh Nhân lão tử lúc này mới lên tiếng, cao giọng nói ra. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh vô danh, thiên địa bắt đầu, hữu danh, vạn vật chi mẫu, huyền diệu đạo âm truyền đến, Khương Hằng hơi kinh hãi, đây là đạo đức kinh. Khương Hằng không khỏi ngẩng đầu hướng đạo âm truyền đến địa phương nhìn lại. Thánh nhân giảng đạo như thế nào bình thường? Đầy trời dị tượng rơi xuống, có tử khí đông lai ba vạn dặm, có ngàn vạn trói lọi hào quang rủ xuống, có thiên hoa loạn trụy, có địa dũng kim tuyền. Theo Thái Thanh Thánh nhân bắt đầu giảng đạo, vô số nhân tộc đắm chìm tại Huyền Diệu Đạo vận bên trong, tự thân cảnh giới bắt đầu liên tục tăng lên. Chỉ có Khương Hằng, lúc này mặt mũi tràn đầy đều là nôn nóng thần sắc. Thánh nhân giảng đạo, đây là hạng gì cơ duyên? Nhưng Khương Hằng nghe không hiểu a. À. Khương Hằng chỉ là một cái hậu thế người bình thường, vừa rồi xuyên qua mà đến, hoàn toàn không hiểu cái gì phương pháp tu luyện, có thể nào nghe hiểu thánh nhân giảng đạo? Xong đời, liền thánh nhân giảng đạo đều nghe không hiểu, còn muốn bái nhập Thái Thanh thánh nhân môn hạ, đây không phải người si nói mộng sao?" Khương Hằng chán nản nghĩ đến. Tuy nói Thái Thanh thánh nhân thu nhân tộc vì đệ tử, đều chỉ là vì trả lại nhân tộc nhân quả, nhưng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể bái nhập thánh nhân môn hạ. Ngay tại Khương Hằng khổ não phía dưới, tại Khương Hằng trong óc, một cái to lớn thanh âm vang lên. Kiểm tra đến Túc chủ Cường Liệt ý nguyện, nhân tộc phát triển hệ thống kích hoạt, đã bảng định Túc chủ, mời Túc chủ tự hành xem xét nhân tộc phát triển hệ thống. Quả nhiên, hệ thống mới là người xuyên qua tiêu phối, Khương Hằng trong nháy mắt vui mừng nhướng mày. Cái gì là nhân tộc phát triển hệ thống, Khương Hằng không kịp chờ đợi trong đầu dò hỏi cái gọi là nhân tộc phát triển hệ thống kỳ thực là một loại trợ giúp túc chủ phát triển nhân tộc hệ thống nhân tộc phát triển càng tốt túc chủ ban thưởng càng nhiều trái lại nếu như là nhân tộc suy yếu túc chủ thu hoạch ban thưởng lại càng ít sau cùng thậm chí sẽ giải trừ hệ thống bảng định hệ thống thanh âm vang lên khương hằng hơi kinh hãi phát triển nhân tộc nhân tộc nếu như là suy yếu còn có giải trừ hệ thống bảng định nguy hiểm thế nhưng là, lập tức liền là vu yêu đại kiếp, nhân tộc tất nhiên sẽ vì thế tổn thất nặng nề, cái kia há không liền là nhân tộc suy yếu. Mặc dù vu yêu đại kiếp sau đó, nhân tộc đại hưng thời đại liền đem đến, nhưng Khương Hằng đợi không được lúc kia. a Một khi hệ thống tiếp xúc bảng định, chỉ bằng Khương Hằng một cái người xuyên qua, như thế nào tại cái này đại năng đi đầy đất hồng hoang thế giới sinh tồn? Không tốt. Nhất định không thể để cho nhân tộc tổn thất nặng nề, từ đó Lâm vào suy yếu cục diện. Yêu tộc, hừ, liền xem như yêu tộc cường đại tới đâu, Khương Hằng cũng phải dẫn đầu nhân tộc giết ra một mảnh tươi sáng càn khôn ra tới. Hệ thống thế nào trợ giúp ta phát triển nhân tộc? Khương Hằng suy tư chốc lát, dò hỏi. Hiện tại, hệ thống là Khương Hằng duy nhất ỷ vào, chỉ có dựa vào hệ thống, Khương Hằng mới có thể dẫn đầu nhân tộc độ qua vu yêu đại kiếp hơn nữa đã muốn để khương hằng phát triển nhân tộc hệ thống tất nhiên sẽ đối khương hằng có chỗ trợ giúp mới đúng nhân tộc phát triển trong hệ thống đã mở ra hệ thống thương thành túc chủ chỉ cần phát triển nhân tộc liền có thể thu hoạch được khí vận giá trị có được khí vận giá trị túc chủ liền có thể tại hệ thống thương trong thành hối đoái đủ loại bảo vật hệ thống thương thành khương hằng không kịp chờ đợi mở ra hệ thống thương thành quả nhiên thấy rực rỡ muôn màu danh sách trao đổi đủ loại thiên tài địa bảo đủ loại pháp bảo đủ loại tu luyện công pháp khương hằng xem nghẹn họng nhìn chân chối hận không thể đem những bảo vật này toàn bộ hối đoái ra tới nhưng khương hằng không có quên hối đoái những vật này còn cần khí vận giá trị ta bây giờ có được bao nhiêu khí vận giá trị khương hằng không kịp chờ đợi dò hỏi túc chủ chỉ cần dùng ý niệm kêu gọi ra cá nhân mặt bằng liền có thể biết được tự thân vốn có khí vận giá trị khương hằng tranh thủ thời gian mở ra cá nhân mặt bằng tự thân tin tức cũng theo đó xuất hiện túc chủ khương hằng tu vi phàm nhân thể chất phổ thông nhân tộc khí vận giá trị hai chỉ có hai điểm khí vận giá trị cái này có thể hối đoái bảo vật gì đây không phải tại khôi hài sao ngay tại khương hằng có một ít chán nản thời điểm cái kia hai điểm khí vận giá trị đột nhiên hơi nhúc nhích một chút biến thành ba điểm hệ thống đây là có chuyện gì khí vận giá trị thế nào đột nhiên tăng lên hồng hoang bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế thẳng thi tam vạn niên già thiên đế pháp nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com hệ thống đã bảng định túc chủ sở tại hồng hoang nhân tộc chỉ cần hồng hoang nhân tộc phát triển lớn mạnh tự nhiên có thể tạo ra khí vận giá trị lúc này túc chủ sở tại hồng hoang nhân tộc ngay tại mạnh lên khí vận giá trị tự nhiên sẽ đi theo gia tăng hệ thống thanh âm vang lên hồng hoang nhân tộc đang mạnh lên đây là vì cái gì không phải là bởi vì thái thanh thánh nhân lão tử đang giảng đạo khương hằng âm thầm nghĩ tới Thánh nhân tự thân giảng đạo, đây là vô thượng cơ duyên, Khương Hằng mặc dù nghe không hiểu, nhưng cái khác nhân tộc đã sớm đắm chìm tại Huyền Diệu Đạo vận bên trong. Tại cái kia Huyền Diệu Đạo vận bên trong, vô số nhân tộc tu vi đã đang không ngừng kéo lên, toàn bộ nhân tộc thực lực tự nhiên là đang mạnh lên. Chỉ cần nhân tộc thực lực mạnh lên, Khương Hằng liền có thể thu hoạch được khí vận giá trị, đây mới là khí vận giá trị gia tăng nguyên nhân sở tại tốc độ này cũng quá chậm đi. Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra. Khương Hằng tử tế đo lường tính toán một cái, dựa theo hiện tại tốc độ, không sai biệt lắm một tháng thời gian, khí vận giá trị mới có thể gia tăng một điểm. Thái Thanh Thánh Nhân Lão Tử nói qua, sẽ ở nhân tộc giảng đạo ngàn năm, nếu như là dựa theo dạng này tốc độ, Khương Hằng liền có thể thu hoạch được một vạn hai ngàn điểm khí vận giá trị coi như rất nhiều, nhưng Khương Hằng trong lòng rõ ràng, tình huống căn bản sẽ không lạc quan như vậy. Những cái kia lệnh Khương Hằng trông mà thèm bảo vật, hối đoái lên, động một tí liền cần hàng ngàn hàng vạn điểm khí vận giá trị, một vạn lượng điểm khí vận giá trị căn bản không đáng chú ý. Hơn nữa, thánh nhân giảng đạo sơ kỳ, nhân tộc thực lực tự nhiên là sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng nhân tộc thực lực lại không thể không ngừng nghỉ gia tăng. Chờ đến nhất định thời điểm, nhân tộc thực lực tăng trưởng tốc độ tất nhiên sẽ trở nên chậm, Khương Hằng có thể thu hoạch được khí vận giá trị tự nhiên cũng sẽ giảm bớt. Cụ thể có thể thu được bao nhiêu khí vận giá trị, Khương Hằng cũng không xác định. Nhưng Khương Hằng biết rõ, hệ thống thương thành bên trong bảo vật cũng đều không rẻ. Túc chủ hiện tại còn không phải nhân tộc chi chủ, cho dù nhân tộc thực lực gia tăng, nhưng Túc chủ có thể thu hoạch được khí vận giá trị cũng đem giảm bớt đi nhiều chờ túc chủ thực sự trở thành nhân tộc cộng chủ, có khả năng thu hoạch được khí vận giá trị liền sẽ gia tăng thật lớn, hệ thống thanh âm vang lên. Khương Hằng trong nháy mắt như bị sét đánh, thánh nhân giảng đạo lớn như thế cơ duyên, lại bởi vì không thể trở thành nhân tộc cộng chủ, từ đó ích lợi giảm mạnh. Đây không phải hố sao? Chẳng lẽ liền không thể để cho mình sớm xuyên qua một chút thời gian? ngay tại khương hằng hối hận thời điểm đột nhiên nghĩ đến hiện tại thế nhưng là thánh nhân đang giảng đạo như thế cơ duyên có thể nào bỏ lỡ hệ thống có hay không có thể để cho ta lĩnh ngộ thánh nhân giảng đạo bảo vật khương hằng lập tức dò hỏi lúc này thái thanh thánh nhân giảng chi đạo chính là thô thiền con đường tu luyện lĩnh ngộ lên kỳ thật cũng không khó khăn túc chủ chỉ cần hối đoái được ứng tu luyện chi pháp liền có thể lĩnh ngộ thái thanh thánh nhân giảng chi đạo hệ thống nói ra tu luyện chi pháp đúng tranh thủ thời gian cho ta hối đoái khương hằng không chút suy nghĩ vội vàng nói trong nháy mắt khương hằng trong đầu hệ thống thương thành giao diện liền hiện ra một môn tu luyện chi pháp công pháp tên kim đan đại đạo tu luyện chi pháp phẩm cấp hạ đẳng hối đoái cần thiết khí vận giá trị. Sơ kỳ 10 điểm khí vận giá trị. Trung kỳ 100 điểm khí vận giá trị. Hậu kỳ 1.000 điểm khí vận giá trị. Tường thuật tóm lược. Thô sơ giản lược tu luyện chi pháp, sơ kỳ tu luyện tương đối có thể, cấp độ càng cao, độ khó càng lớn, tu luyện tới kim tiên giai đoạn đem khó có thể tiến bộ, hạ đẳng công pháp. Tu luyện cấp độ càng cao, độ khó càng lớn. Đây chính là Thái Thanh thánh nhân truyền thụ không nhân tộc công pháp. Không phải a, à, thánh nhân giảng đạo truyền thụ chính là như vậy công pháp. Đây là Thái Thanh thánh nhân xem thường nhân tộc sao? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Khương Hằng đột nhiên giật mình, hậu thế bên trong tựa như thật không có tu vi gì cao thâm nhân tộc cường giả tồn tại dù cho là chưa tới tam hoàng ngũ đế mặc dù có chuẩn thánh tu vi nhưng dựa vào lại là nhân tộc công đức cũng không phải là tự thân tu luyện tạo thành ngẫm lại hiện tại hồng hoang vụ yêu hai tộc đều là dựa vào tự thân tu luyện nhưng hai tộc bên trong cao thủ có thể cũng không ít chuẩn thánh mặc dù không nhiều nhưng đại la kim tiên cấp bậc cường giả lại là nhiều vô số kể cái này có thể so sánh chưa tới nhân tộc mạnh hơn nhiều chẳng lẽ nhân tộc chưa tới không bằng vu yêu hai tộc cường đại là bởi vì Thái Thanh Thánh nhân truyền thụ công pháp tạo thành. Nhưng Thái Thanh Thánh nhân làm như thế lại là vì cái gì? Là vì suy yếu nhân tộc thực lực. Không tốt, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc tu luyện Thái Thanh Thánh nhân truyền thụ công pháp, không phải nhân tộc vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới, hệ thống đem thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp đều liệt ra tới, Khương Hằng nói ra. Rất nhanh, từng môn công pháp xuất hiện tại hệ thống trong thương thành. Khương Hằng dần dần xem xét, đột nhiên, Khương Hằng hai mắt tỏa sáng. Công pháp tên, Già Thiên Đế Pháp, Phẩm Cấp, Thượng đẳng Hối Đoái Cần Thiết Khí Vận Giá Trị, Sơ Kỳ 100 Điểm Khí Vận Giá Trị, Trung Kỳ 1.000 Điểm Khí Vận Giá Trị hậu kỳ 10.000 điểm khí vận giá trị. Tường thuật tóm lược, già thiên thế giới đại đế tu luyện chi pháp từ hoang thiên đế khai sáng, cực kỳ thích hợp nhân tộc tu luyện. Một khi tu luyện có thành tựu, chiến lực cực mạnh, già thiên đế pháp. Khương Hằng cũng không nghĩ tới, hệ thống cư nhiên như thế cường đại, thế mà liền, già thiên, thế giới tu luyện công pháp đều có hơn nữa già thiên đế pháp tại trong hệ thống phẩm cấp là thượng đẳng cái này có thể so sánh thái thanh thánh nhân truyền thụ công pháp cao cấp nhiều nếu như là nhân tộc có thể tu luyện già thiên đế pháp chưa tới thành tựu sợ rằng sẽ vô khả hạn lượng siêu việt yêu tộc cũng không phải là không thể sự tình sau đó khương hằng vừa cẩn thận tra xét già thiên đế pháp tình huống cặn kẽ trong lòng từ từ có rõ ràng ý nghĩ Dựa theo hệ thống miêu tả, Gia Thiên Đế Pháp Trung cảnh danh giới cũng có thể chuyển đổi thành Hồng Hoang thế giới Trung cảnh danh giới. Đại đế tương đương Hồng Hoang thế giới chuẩn thánh, chuẩn đế tương đương Đại La Kim Tiên, Tiên Đài tầng 6 tương đương Kim Tiên, Tiên Đài tầng 5 tương đương Thái ất huyền tiên. Tiên Đài tầng 4 tương đương Huyền Tiên, Tiên Đài tầng 3 tương đương Chân Tiên, Tiên Đài tầng 2 tương đương Thiên Tiên, Tiên Đài tầng 1 tương đương Địa Tiên còn như luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long các loại tứ đại bí cảnh, thì là tương đương hồng hoang thế giới bên trong tiên nhân phía dưới cảnh giới. Hơn nữa, dựa theo hệ thống giới thiệu, tu luyện gia thiên đế pháp, chiến lực đem cực kỳ cường hãn, cơ hồ có thể làm được cùng cảnh giới bên trong vô địch. Thậm chí, nếu như là tự thân thiên phú không tầm thường, chân chính lĩnh ngộ gia thiên đế pháp tinh túy, vượt cấp mà chiến cũng không phải là không thể sự tình đại đế tương đương chuẩn đế, cái kia hồng trần tiên cảnh giới nên liền tương đương với thánh nhân chi cảnh, cái kia tiên đế chẳng phải là siêu việt thánh nhân, Khương Hằng âm thầm nghĩ tới. Tại, già thiên, thế giới bên trong, đại đế đã là sừng sững đại đạo đỉnh cường già tuyệt thế, nhưng đại đế lại cũng không là cực hạn. Tại đại đế bên trên, còn có hồng trần tiên cảnh giới, phía sau thậm chí còn có tiên vương cùng tiên đế hai đại cảnh giới. Như thế xem ra, già thiên đế pháp phẩm cấp không hổ là thượng đẳng, đây là có khả năng siêu việt thánh nhân chi cảnh tu luyện chi pháp. Sau đó, Khương Hằng vừa cẩn thận tra xét hối đoái già thiên đế pháp kỹ càng yêu cầu, phát hiện già thiên đế pháp là có thể phân cấp đoạn hối đoái. Luân Hải, đạo cung hai đại cảnh giới là sơ kỳ, hối đoái cần 50 điểm khí vận giá trị, tứ cực, hóa long hai đại cảnh giới là trung kỳ, hối đoái cần 500 điểm khí vận giá trị tiên đài cùng chuẩn đế hai đại cảnh giới là hậu kỳ, hối đoái cần dòng dã 10.000 điểm khí vận giá trị. Còn như đại đế cảnh giới, dựa theo hệ thống nói, hiện tại Khương Hằng quyền hạn không đủ, còn không cách nào hối đoái phía sau công pháp. 50 điểm khí vận giá trị ta liền có thể hối đoái sơ kỳ gia thiên đế pháp, chân chính bước vào con đường tu luyện, Khương Hằng âm thầm chờ mong. 50 điểm khí vận giá trị, Khương Hằng chỉ cần an tâm chờ đợi mấy năm thời gian, khí vận giá trị cũng liền đầy đủ. May mắn nơi này là hồng hoang thế giới, thiên địa nguyên khí dị thường dồi dào, cho dù không ăn không uống, Khương Hằng vẫn không có bất luận cái gì đói khát cảm giác. Hơn nữa, tại thiên địa nguyên khí tẩm bổ hạ, cho dù sẽ không tu luyện, nhân tộc cũng có thể vô bệnh vô tai sống một ngàn năm trái phải thái thanh thánh nhân giảng đạo tất cả nhân tộc đều đắm chìm tại huyền diệu đạo vận bên trong chỉ có khương hằng là một ngoại lệ thái thanh thánh nhân tu vi bực nào tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra khương hằng dị thường giảng đạo đồng thời không khỏi nhìn nhiều khương hằng vài lần thánh nhân tự thân giảng đạo thế mà còn có người vô pháp đắm chìm tại đạo vận bên trong chuyện này đối với thái thanh thánh nhân mà nói không thể nghi ngờ là rơi xuống thánh nhân mặt mũi Thái Thanh Thánh Nhân không khỏi giơ tay lên vung lên, để Khương Hằng chung quanh đạo vận trong nháy mắt mãnh liệt nhiều gấp mấy lần. Khương Hằng mặc dù vẫn như cũ nghe không hiểu Thái Thanh Thánh Nhân giảng chi đạo, nhưng hắn cũng dần dần bắt đầu đắm chìm tại cái kia huyền diệu đạo vận bên trong. Chậm rãi, thiên địa nguyên khí bắt đầu hướng về Khương Hằng thể nội vọt tới, mặc dù không có gia tăng Khương Hằng tu vi, nhưng cũng làm cho Khương Hằng thân hình trở nên càng thêm cường kiện thọ nguyên gia tăng thật lớn ngàn năm đã đến lần này giảng đạo kết thúc nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt theo thái thanh thánh nhân thanh âm vang lên huyền diệu đạo vận chậm rãi tiêu tán đem vô số đắm chìm tại trong đó nhân tộc bừng tỉnh bái tạ thái thanh thánh nhân giảng đạo tri ân vô số nhân tộc quỳ mọp xuống đất bái tạ thái thanh thánh nhân giảng đạo tri ân thái thanh thánh nhân gật gật đầu mở miệng nói ra ta đã là nhân giáo giáo chủ đem thu một vị nhân tộc làm đệ tử không biết có phải hay không ảo giác ở thời điểm này khương hằng phát hiện thái thanh thánh nhân như có ý vô ý nhìn chính mình vài lần nhưng sau cùng thái thanh thánh nhân vẫn là lựa chọn thu huyền đô đại pháp sư làm đệ tử huyền đô cũng vì thế trở thành thái thanh thánh nhân duy nhất đệ tử sau đó, Thái Thanh Thánh Nhân lúc này mới mang theo huyền đô đại Pháp Sư, cưỡi thanh niên hướng 33 tầng trời bên ngoài mà đi. Hố cha A, à, đảo mắt lại là một ngàn năm đi qua. Khương Hằng có chút im lặng nghĩ đến. Khương Hằng nguyên bản còn chuẩn bị tích lũy đủ khí vận giá trị, lập tức liền hối đoái giả thiên đế Pháp bắt đầu tu luyện. Ai biết, đắm chìm tại huyền diệu đạo vận bên trong, bất chi bất giác đã là một ngàn năm đi qua. Bất quá, nghĩ lại, cái này chưa chắc cũng không phải một chuyện tốt. Nếu như là tại Thái Thanh Thánh Nhân dưới mí mắt tu luyện ra thiên đế Pháp, làm ra động tĩnh gì, chỉ sợ liền sẽ bị Thái Thanh Thánh Nhân phát hiện. Nếu thật sự là như thế, cụ thể sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, Khương Hằng cũng vô pháp đoán trước. Hiện tại, Thái Thanh Thánh Nhân như là đã rời đi, Khương Hằng tự nhiên là có thể yên tâm lớn mật tu luyện ra thiên đế Pháp. Nghĩ tới đây, Khương Hằng không kịp chờ đợi mở ra hệ thống thương thành, nhìn thấy chính mình vốn có khí vận giá trị đã đạt đến 7.000 điểm. Sau Khương Hằng đoán trước còn ít hơn một chút, nhưng 7.000 điểm khí vận giá trị, đã đầy đủ Khương Hằng tạm thời cần thiết. Hệ thống, cho ta hối đoái sơ kỳ cùng chung kỳ gia thiên đế Pháp. Khương Hằng nói ra hối đoái sơ kỳ cùng chung kỳ già thiên đế Pháp cần 1.100 điểm khí vận giá trị, có hay không xác nhận, xác nhận. Trong nháy mắt, từng quyển từng quyển tu luyện công Pháp xuất hiện ở Khương Hằng trong óc. Hồng hoang, bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế thẳng thi tam vạn niên hỗn độn chủng thanh liên. Tiên vương lâm cửu thiên, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Tại Khương Hằng vô kỳ hạn đợi bên trong, Già Thiên, thế giới bên trong đế kinh dần dần xuất hiện tại Khương Hằng trong óc. Đạo kinh, Đạo Đức Thiên Tôn sáng tạo công pháp là Luân Hải Bí cảnh mạnh nhất tu luyện công pháp. Tây Hoàng kinh, giao chỉ Tây Hoàng mẫu sáng tạo công pháp là đạo cung cảnh mạnh nhất tu luyện công pháp. Hằng Vũ kinh, Hằng Vũ Đại Đế sáng tạo công pháp là tứ cực cảnh mạnh nhất tu luyện công pháp. Thái Hoàng Kinh, Trung Châu Thái Hoàng sáng tạo công pháp, là hóa long cảnh mạnh nhất tu luyện công pháp. Một hệ liệt công pháp, cộng đồng tạo thành già thiên đế pháp hoàn chỉnh hệ thống, Khương Hằng chỉ có thể nói cái này 1.100 điểm khí vận giá trị hoa quá đáng giá. Hơn nữa, căn cứ hệ thống nói rõ, già thiên thế giới những công pháp này, đều từ hệ thống xuất thủ, một lần nữa cải thiện qua, cải thiện qua công pháp sẽ hoàn mỹ phù hợp Khương Hằng sở tại Hồng Hoang thế giới, bất kỳ cái gì nhân tộc lúc tu luyện cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại. Kể từ đó, Khương Hằng nếu như là muốn tại Hồng Hoang nhân tộc bên trong truyền bá Già Thiên Đế Pháp sẽ không có vấn đề gì. Bất quá, hiện tại nói miệng không bằng chứng, Khương Hằng chỉ có tự mình tu luyện sau khi thành công, thể hiện ra Già Thiên Đế Pháp cường đại mới tốt tại trong nhân tộc truyền bá thu hoạch được già thiên đế pháp sau đó, Khương Hằng Tịnh không có lập tức bắt đầu tu luyện mà là tiếp tục tại hệ thống trong thương thành không ngừng tìm kiếm. Hiện tại Khương Hằng trong tay còn thừa lại 5.900 điểm khí vận giá trị, căn bản không đủ hối đoái hậu kỳ già thiên đế pháp. Khương Hằng cũng không muốn sẽ những này khí vận giá trị để đó không cần, mà là chuẩn bị lợi ích tối đại hóa, nữa hối đoái một chút có thể trợ giúp tự mình tu luyện bảo vật tìm kiếm chốc lát, Khương Hằng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ánh mắt tụ vào tại một hạng bảo vật bên trên. Tên, Hoàng Cổ Thánh Thể, Phẩm Cấp, Thượng đẳng Hối Đoái Cần Thiết Khí Vận Giá Trị, 5.500 điểm, Tường Thuật Tóm Lược. Nhân tộc mạnh nhất chiến thể, một loại đến thiên địa chiếu cố, khoáng cổ tuyệt luân, cái thế vô địch thể chất, đại thành phía sau có thể khiêu chiến không sứt mẻ đại đế, trải qua hệ thống cải thiện đã không trên việc tu luyện hạn chế đại danh đỉnh đỉnh hoang cổ thánh thể khương hằng lại há có thể chưa nghe nói qua đây chính là già thiên thế giới bên trong đỉnh cấp nhân tộc thể chất hoang cổ thánh thể một khi tu luyện tới giai đoạn đại thành thậm chí có thể tay không đón đỡ cực đạo đế binh đối kháng không sứt mẻ đại đế tại già thiên thế giới bên trong bởi vì thế giới quy tắc cải biến nguyên nhân hoang cổ thánh thể tại tu luyện lúc lại dị thường gian nan nhưng đi qua hệ thống cải thiện tại hồng hoang thế giới bên trong hoang cổ thánh thể sẽ không có dạng này hạn chế cái này cũng mang ý nghĩa một khi khương hằng hối đoái hoang cổ thánh thể lập tức liền có thể có một loại đỉnh cấp nhân tộc thể chất đến lúc đó khương hằng chẳng những tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều hoang cổ thánh thể càng là có thể để cho khương hằng chiến lược tại cùng cảnh giới bên trong có thể nói vô địch không chút do dự, Khương Hằng lập tức tốn hao 5.500 điểm khí vận giá trị đổi hoang cổ thánh thể. Khương Hằng lại nhìn về phía chính mình cá nhân mặt bảng lúc trong đó nội dung đã phát sinh to lớn biến hóa. Túc chủ, Khương Hằng, Tu Vi, Nguyên Anh, Thể chất, Hoang cổ thánh thể, khí vận giá trị. 400, bởi vì lắng nghe Thái Thanh Thánh Nhân giảng đạo duyên cớ, Khương Hằng mặc dù không hiểu tu luyện chi pháp, nhưng bị khí trời nguyên khí tẩm bổ, tu vi đã tăng lên tới nguyên anh kỳ. Lại nói tiếp, lắng nghe Thánh Nhân giảng đạo một ngàn năm, tu vi vẫn chỉ là tăng lên tới nguyên anh kỳ, cái này tư chất cũng thật là kém. Nhưng đối Khương Hằng mà nói, chỉ cần bắt đầu tu luyện ra thiên đế pháp, tất cả những thứ này đều sẽ thành quá khứ thức Nghĩ tới đây, Khương Hằng lập tức dựa theo, đạo kinh, chỗ ghi lại công pháp, bắt đầu đắm chìm tại trong tu luyện. Dựa theo giả thiên đế pháp ghi lại, vạn vật đều có nơi cội nguồn, mà thân thể chúng ta bên trong cũng có một chỗ như vậy. Nơi đó là sinh mệnh sức sống cội nguồn, chất chứa toàn thân chi tinh khí, được xưng sinh mệnh nguyên vòng, cũng có thể gọi là sinh mệnh chi luân tu hành bắt đầu tại sinh mệnh chi luân, mà bước đầu tiên chính là muốn mở ra bể khổ, nữa tu thành mệnh tiền, giá thiết thần kiều, từ đó đạt tới bỉ ngạn. Có được không hạn chế hoang cổ thánh thể, lại tại thiên địa nguyên khí nồng đậm hồng hoang thế giới bên trong, Khương Hằng tốc độ tu luyện muốn không nhanh cũng khó khăn. Mở ra bể khổ nháy mắt, tại Khương Hằng trong bể khổ, có thần ánh sáng vạn đạo trói lọi như hồng, có kim sắc sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt cuồn cuộn kim sắc bể khổ trên không, thỉnh thoảng bộc phát ra từng cơn lôi điện, cùng ngập trời biển động đan vào một chỗ, làm thiên địa ở giữa khắp nơi nóng rực trời và biển liên kết. Khắp nơi đều là kim quang óng ánh, dị thường trói mát. Mở cho ta, theo Khương Hằng một tiếng gầm thét, bể khổ chân chính mở ra, một mảnh cực đại vô cùng, giống như đại dương mênh mông bể khổ chính thức hình thành. Sau đó, Khương Hằng trong bể khổ có thần tuyền xuất hiện, nước suối phun ra ngoài, nương theo lượn lờ tiên khí dâng lên. Đi theo mệnh tuyền dâng trào, suối nguồn thần lực sôi trào, cuồn cuộn không dứt phun ra ngoài, còn thỉnh thoảng xông ra từng đạo từng đạo hào quang. Cũng không biết qua bao lâu, một đạo lạnh sán cầu vồng treo cao tại Khương Hằng bể khổ trên không, ngang qua trời xanh, chói lọi vô cùng, Khương Hằng đã bước vào thần kiều cảnh giới trong bể khổ thần kiều sinh trưởng ngang qua hư không khương hằng một bước vượt qua trong đó hướng về không biết chỗ sâu bước đi đây là cực kỳ mấu chốt một bước chỉ có nhìn thấu mê võng nhìn thấy chân ngã khương hằng mới có thể đạt đến bỉ ngạn khương hằng không chút do dự tại thần kiều bên trên nhanh chân tiến lên vượt qua bể khổ hắn tin tưởng vững chắc tim hướng tới liền là bỉ ngạn vị trí thần kiều rực rỡ, Khương Hằng vượt qua bể khổ, đi tới phần cuối, đây là một phương tịnh thổ, mây mù phiêu miểu, tại trên bầu trời, hắn mơ hồ trong đó thấy được một tòa cự đại đạo cung. Độ qua bỉ ngạn, nhìn thấy đạo cung, Khương Hằng tại luân hải cảnh giới này bên trong đã chân chính đạt đến đỉnh phong. Ngay trong nháy mắt này, Khương Hằng kim sắc bể khổ bắt đầu cuồn cuộn, đầy trời sóng lớn bên trong, trên mặt biển đột nhiên có màu xanh biếc hiển hiện một cây thanh liên sinh trưởng tại đại dương màu vàng óng bên trong, như ẩn như hiện, có nồng đậm hỗn độn xương mù lượn lờ khắp chung quanh. Cái này, đây là hỗn độn chủng thanh liên dị tượng. Khương Hằng chấn động trong lòng, kinh hỉ nói ra. Khương Hằng nhìn kỹ, chỉ gặp kim sắc bể khổ phía trên bầu trời, hiện ra một mảnh thanh xanh biếc thâm thúy mà xa xăm trong bể khổ, một cây thanh liên độc lập, sinh cơ tràn đầy, nếu diễn sinh ra một cái sinh động thế giới. Ở xung quanh, hỗn độn xương mù lượn lờ, thần bí mà mông lung. Đây chính là dị tượng, mà là vẫn là cấp cao nhất dị tượng, hỗn độn trùng thanh liên. Hỗn độn trùng thanh liên dị tượng một màn, có thể chấn thiên địa vạn vật thanh liên nhẹ nhàng lay động, liền có vỡ vụn trời xanh chi uy. Khương Hằng có được hoàn chỉnh không sứt mẻ hoang cổ thánh thể, lại tu luyện không sứt mẻ, đạo kinh, ngừng tụ ra hỗn độn trùng thanh liên dị tượng kỳ thật cũng thuộc về bình thường. Không nghĩ tới đợt tu luyện này đã là nửa năm thời gian, Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra. Tu luyện không nhật nguyệt cho dù tại thiên địa nguyên khí rồi rào hồng hoang, Khương Hằng vẫn như cũ tu luyện nửa năm thời gian, lúc này mới sẽ luân hải bí cảnh tu luyện tới giai đoạn đại thành. Sau đó, Khương Hằng cũng không đình chỉ tu luyện mà là tiếp tục dựa theo Tây Hoàng Kinh ghi lại, bắt đầu đạo cung bí cảnh tu luyện. Đạo cung bí cảnh tổng cộng chia làm 5 cái giai đoạn, theo thứ tự là tâm chi thần tàng, can chi thần tàng, tỳ chi thần tàng, phế chi thần tàng, thận chi thần tàng. Tim thuộc hỏa, gan thuộc mộc, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy, căn cứ tu luyện công pháp khác biệt, tu luyện trình tự cũng sẽ không phải trường hợp cá biệt. Khương Hằng trước hết tu luyện liền là Tâm chi thần tàng, chậm rãi, Khương Hằng tâm chi thần tàng càng phát ra hỏa hồng, giống như không mở chi liên hoa, hóa sinh ra từng đạo từng đạo tinh khí. Đạt đến một đoạn thời khắc, Khương Hằng thể nội, nhân thể chi mặt trời từ từ bay lên, chậm rãi hạ xuống, tuần hoàn qua lại, tiên thiên chi tinh hừng hực thiêu đốt. Tâm chi thần tàng tung bay, ổn định ở nhân thể thế giới trong hư không, giống như là giữa trời nắng gắt, đạt đến cường thịnh vô tận khí tức lan tràn ra. Mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy nắng gắt bên trong, có một tôn thần chi hiển hiện, cái kia lại là một cái phượng hoàng. Tâm chi thần tàng đạt đến đỉnh phong, đi vào viên mãn, lại thêm có thần chi hiển hiện ra, đây là tâm chi thần tàng đỉnh phong nhất biểu hiện. Sau đó, Khương Hằng thừa thế sông lên, sẽ can chi thần tàng, tỳ chi thần tàng, phế chi thần tàng, thận chi thần tàng toàn bộ muốn tu luyện đến đỉnh phong giai đoạn. Can chi thần tàng bên trong, có một tôn thanh long thần chi hiển hiện ra. Tỳ chi thần tàng bên trong, có một tôn kỳ lân thần chi hiển hiện ra. Phế chi thần tàng bên trong, có một tôn bạch hổ thần chi hiển hiện ra. Thận chi thần tàng bên trong, có một tôn huyền vũ thần chi hiển hiện ra hồng hoang bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế thẳng thi tam vạn niên thánh thể tiểu thành âm dương sinh tử đô nghe chọn bộ tại mê truyện audio com tứ cực bí cảnh chia làm bốn cảnh phân biệt tu luyện cánh tay trái cánh tay phải chân trái đùi phải tứ chi tứ chi tu luyện thứ tự trước sau cũng là không phải trường hợp cá biệt Căn cứ, Hằng Vũ Kinh kỳ lại, Khương Hằng dần dần tu luyện tứ chi, rất nhanh liền nhảy lên tới tứ cực cảnh đại viên mãn cấp độ. Tay chân thông thiên triệt địa, ngẩng đầu nhấc chân đều pháp tắc huyền thuật tứ cực bí cảnh cuối cùng là tu luyện tới đại viên mãn cấp độ, Khương Hằng hài lòng nói ra. Khương Hằng nhẹ nhàng khẽ động, cảm giác chính mình tứ chi có vô cùng kinh khủng lực lượng, tựa như có thể đánh vỡ trời xanh, chấn vỡ hư không đồng dạng hơn nữa khương hằng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình nhất cử nhất động ở giữa tứ chi bên trong ngưng tụ huyền diệu thiên địa pháp thì đây là tứ cực bí cảnh chân chính viên mãn biểu hiện cái này cũng đại biểu cho khương hằng lập tức liền đem bước vào tiếp theo giai đoạn tu hành bên trong ừm đây là thiên kiếp khương hằng hơi sững sờ nhìn phía bầu trời lúc này bầu trời đã là mây đen dày đặc tiếng sấm rền rĩ vô cùng kiềm chế khí tức ngay tại ngưng tụ đây rõ ràng liền là thiên kiếp sắp hàng lâm dấu hiệu chỉ là vì sao lại có thiên kiếp hàng lâm đâu này tại hồng hoang thế giới bên trong tự nhiên là có thiên kiếp nhưng bình thường đều là tu luyện tới tiên cảnh bên trên mới có thiên địa hạ xuống thiên kiếp tại già thiên thế giới bên trong cũng là có lôi kiếp nhưng vô luận là hoang cổ thánh thể vẫn là già thiên đế pháp cũng đều là hệ thống cải thiện qua theo lý thuyết lấy hiện tại khương hằng vừa rồi đem tứ cực bí cảnh tu luyện tới viên mãn cấp độ tu vi hẳn là còn chưa đủ lấy dẫn động thiên kiếp hàng lâm không chờ khương hằng nghĩ rõ ràng cửu thiên bên trên đã hạ xuống lôi đình hướng về khương hằng đánh tới ầm ầm đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, Khương Hằng không sợ không hoảng, hoang cổ thánh thể tỏa sáng trói lọi, sinh sinh miễn cưỡng chống đỡ lấy, cũng không có đả thương được hắn mảy may. ầm ầm đạo thứ hai thiên kiếp, đã không phải đơn nhất lôi điện, vậy mà hóa thành một mảnh tử hải, đây là một mảnh lôi trí. Vô tận lôi đình trong nháy mắt đem Khương Hằng bao phủ, giữa thiên địa ánh tím mênh mang khắp trốn, đây là lôi điện đại dương mênh mông, ẩn chứa trong đó cực kỳ kinh khủng lực lượng lôi đình nối liền trời đất, mênh mông vô cùng, giống như là cửu thiên ngân hà chút xuống, không có cho Khương Hằng một tơ một hào thở dốc cơ hội. Khương Hằng tại lôi đình không ngừng oanh kích phía dưới, thân thể sớm đã là một mảnh cháy đen, dòng máu màu vàng kim nhạt đang chảy xuôi. Khương Hằng mặc dù bị trọng thương, nhưng hoang cổ thánh thể lại khí huyết ngút trời, không có một tia thất bại, trái lại ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạnh kháng thiên lôi. Đến hay lắm, liền dùng cái này vô tận lôi đình để cho ta hoang cổ thánh thể chân chính tiểu thành khương hằng ánh mắt kiên định trong lòng không sợ không hoảng hoang cổ thánh thể cường đại thể phách để thiên lôi cũng khó có thể đem khương hằng hủy diệt thiên lôi kinh thế tử điện như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt đây là một mảnh lôi điện thế giới có thể hủy diệt thiên địa vạn vật tại thiên lôi oanh kích phía dưới, Khương Hằng nhục thân bắt đầu không ngừng sụp đổ, kim sắc huyết dịch chảy xuôi, mơ hồ có thể thấy được kim sắc xương cốt. Nhưng mỗi khi Khương Hằng liền muốn nhịn không được thời điểm, trong cơ thể hắn lại sẽ hiện ra quỳ bái sinh cơ, để hắn nhục thân không ngừng tu phục. ầm ầm lại một lần lôi chiều tiến đến, thiên địa run run, vạn trượng tử mang quấn quanh Khương Hằng, xuyên qua trên trời dưới đất, giống như là vô số đạo kinh thế đại long bay lên không? lần này lôi kiếp so với một lần trước càng khủng bố hơn, vô tận lôi điện nếu như hừng hực thần mang, liền liền hư không đều đang không ngừng sụp xuống. Khủng bố như thế thiên kiếp, để Khương Hằng nhục thân sụp đổ càng thêm triệt để, nhưng Khương Hằng cuối cùng vẫn là dơ qua tới. Quả nhiên, thiên kiếp mới là hoang cổ thánh thể chân chính phát triển tư lương tại thiên kiếp dưới khương hằng tiếp nhận vô tận thống khổ nhưng lúc này khương hằng trên mặt nhưng cũng không có bất luận cái gì thống khổ biểu lộ hắn trái lại đang cười trải qua thiên kiếp khảo nghiệm tại rách nát bên trong nghênh đón tân sinh khương hằng phát hiện chính mình hoang cổ thánh thể thế mà đang không ngừng mạnh lên cái gọi là không phá không lập liền là như vậy chỉ có tại hủy diệt bên trong tỏa ra sự sống, hoang cổ thánh thể mới có thể càng ngày càng mạnh, mãi đến đỉnh phong. ầm ầm hết thầy cũng còn chưa kết thúc, mới thiên kiếp đến lần nữa, chín thân ảnh, lấy thiên lôi hình thành, hữu hình giống nhân thể, có như chân long. Đây là thiên địa in dấu xuống nguyên sơ thần chi, đại biểu là thiên địa quy tắc, lúc này lấy thiên lôi hóa hình mà ra hóa thành sinh linh thiên lôi có được khó thể tưởng tượng uy năng xa so với lôi hải kinh khủng bắt đầu cùng khương hằng chém giết ở cùng nhau vừa bắt đầu lúc khương hằng bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không nhiều rất nhanh liền ở vào hạ phong bị thiên lôi sinh linh giết liên tục bại lui nhưng theo không ngừng chém giết khương hằng càng đánh càng hăng kỹ xảo chiến đấu không ngừng gia tăng rất nhanh liền bắt đầu phản công hỗn độn chủng thanh liên tiên vương lâm cửu thiên. Sau cùng, Khương Hằng hiển lộ hai đại tuyệt thế dị tượng, phía sau hiển hiện hỗn độn thanh liên, thân hóa tiên vương, đem cái kia chín vị thiên lôi sinh linh toàn bộ chém giết. Cứ việc nhục thân lần thứ hai rách nát không chịu nổi, nhưng cùng thiên lôi sinh linh chém giết, đã bù đắp Khương Hằng cuối cùng một khối nhược điểm, kinh nghiệm chiến đấu nhưng còn chưa chờ Khương Hằng thở một ngụm, lại có chín đạo thiên lôi hạ xuống, mỗi một đạo bên trong đều có một sợi hỗn độn khí đang lưu truyền. Đây là hỗn độn lôi đình, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một sợi, nhưng uy lực lại là kinh khủng vô biên, so cái kia chín vị thiên lôi sinh linh càng khủng bố hơn. Khương Hằng ngẩng đầu nhìn trời, kinh lịch thảm thiết chém giết, Khương Hằng đã sớm không sợ không hoảng, có ngược lại là bành trướng chiến ý, ầm ầm đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, để Khương Hằng nhục thân trong nháy mắt sụp đổ, kim sắc huyết dịch băng liệt, xương cốt rung động, lung lay sắp đổ. Ẩm ầm đạo thứ hai lớn lôi rơi xuống, đem Khương Hằng đánh kém chút chia năm xẻ bảy vô số vết thương xuất hiện, sâu đủ thấy xương. Ẩm ầm Đạo thứ ba hỗn độn lôi đình rơi xuống, đạo thứ tư hỗn độn lôi đình rơi xuống, đạo thứ năm hỗn độn lôi đình rơi xuống rốt cục cuối cùng một đạo hỗn độn lôi điện rơi xuống, đem Khương Hằng nhục thân đánh xuyên mấy chục chỗ, hắn kém chút đứt thành mấy khúc. Chín đạo hỗn độn lôi đình qua đi, Khương Hằng đã ngã trên mặt đất, cháy đen thân thể như kinh lịch hỏa kiếp than củi, gần như khô mục. Tại cái kia rách nát thân thể bên trên, rất nhiều nơi bắp thịt đã triệt để tan rã, chỉ còn lại kim sắc xương cốt nhưng sau cùng, Khương Hằng vẫn đứng lên, hắn mặc dù thân hình rách nát, thế nhưng một đôi mắt lại vô cùng thanh tịnh, thần quang trong trẻo. Đón lấy, vỡ tan tiếng vang truyền ra, hắn bên ngoài thân dạn nứt, một tầng cháy đen lão bì chóc ra, óng ánh lấp lóe tân sinh cơ thể hiện ra. Khương Hằng xương cốt rung động, nhục thân bắt đầu phục hồi như cũ, thần niệm như một vòng kim sắc mặt trời, hào quang ngút trời, treo tại hắn mi tâm tiền nhục thân triệt để phục hồi như cũ thánh huy rực rỡ cái kia lấp đầy sinh cơ nhục thân bên trong ẩn chứa là vô cùng kinh khủng lực lượng tại kinh khủng thiên kiếp bên trong khương hằng chẳng những không chết hoang cổ thánh thể trái lại tiến thêm một bước chân chính đạt đến tiểu thành giai đoạn tại khương hằng nhục thân chung quanh có chín đạo hỗn độn lôi khí vòng quanh khương hằng nhục thân mà đi như chín đầu tiểu long không ngừng uốn lượn đây là đạo chi ấn ký, chính là tiên thiên đại đạo hoa văn, uẩn sinh tại hỗn độn lôi khí bên trong, có được vô hạn tạo hóa năng lực. Tại cái kia chín đạo hỗn độn lôi khí bên trong, Khương Hằng cảm ngộ đến thiên địa sơ khai thời đại khí tức tràn ngập giống như là đang khai thiên tích địa. Thần niệm khẽ động, chín đạo hỗn độn lôi khí nhanh chóng không có vào Khương Hằng trong thức hải, bắt đầu bị Khương Hằng không ngừng luyện hóa chín đạo hỗn độn lôi khí đều có dựng dục ra đạo quỹ tích bị Khương Hằng luyện hóa về sau, để hắn thần thức hóa thành một tôn ngồi xếp bằng tiên vương. Hư không run run, Khương Hằng thân thể cùng hư không dung luyện làm một thể, hắn tựa như cảm ngộ đến thiên địa trí lý, lĩnh ngộ được vô thượng huyền diệu. Thật lâu, Khương Hằng mở hai mắt ra, nhục thân nhẹ nhàng khẽ động, vô cùng kinh khủng lực lượng bạo tán ra, hư không bắt đầu như nước ba động hoàng cổ thánh thể tiểu thành để khương hằng bằng vào nhục thân liền đã có được vô cùng lực lượng kinh khủng không biết cùng vu tộc đem so rốt cuộc là ta nhục thân tương đối mạnh vẫn là vu yêu nhục thân càng mạnh khương hằng tự lẩm bẩm nói ra tại hồng hoang thế giới bên trong nói đến nhục thân cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là vu tộc vu tộc nhục thân mạnh, đã sớm danh truyền toàn bộ hồng hoang thế giới, cái kia 12 tổ vu, nhục thân càng là đã cường đại đến không thể tưởng tượng mức độ. Nhưng Khương Hằng cho rằng, nếu như là hoang cổ thánh thể chân chính đại thành, cùng tổ vu so đấu nhục thân cường độ, chính mình chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Lần này thiên kiếp động tĩnh lớn như vậy, may mắn không người phát hiện, Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra đang bế quan lúc tu luyện khương hằng đặc địa chọn lựa một chỗ ít ai lui tới khu vực phòng ngừa tu luyện động tĩnh quá lớn từ đó bị người phát hiện vừa rồi thiên kiếp mặc dù to lớn nhưng ở hồng hoang thế giới những cường giả kia trong mắt chỉ sợ cũng cứ như vậy sự việc cũng sẽ không quá mức chú ý sau đó tu luyện hóa long bí cảnh thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra khương hằng cảm thấy mình tất nhiên sẽ lần thứ hai tao ngộ thiên kiếp ngay tại Khương Hằng chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, đột nhiên ở giữa, Khương Hằng kim sắc trong bể khổ lần thứ hai lật lên đầy trời sóng lớn. Bể khổ rung động, hư không run run, một mảnh âm dương sinh tử đồ bay về phía cao thiên, trong âm ôm dương, dương bên trong ôm âm, sinh tử cùng tồn tại. Cái này, đây là âm dương sinh tử đồ." Khương Hằng kinh hỉ nói ra. Khương Hằng cũng không nghĩ đến, hóa long bí cảnh tu luyện viên mãn thời điểm, cũng không xuất hiện dị tượng, lại là tại độ qua thiên kiếp sau đó xuất hiện. Cùng hỗn độn chủng thanh liên cùng tiên thiên lâm cửu thiên một dạng, âm dương sinh tử đồ cũng là một loại vô thượng dị tượng, có được cực to uy lực. Hơn nữa, âm dương sinh tử đồ phụ âm ôm dương, ẩn chứa trong đó đại đạo chi lý, nếu như là tinh tế thể ngộ, sẽ có vô tận diệu dụng bất quá âm dương sinh tử vốn là trí cao đại đạo đừng nói khương hằng liền xem như những cái kia thánh nhân chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ cho nên khương hằng muốn chân chính lĩnh ngộ âm dương sinh tử đồ huyền diệu chỉ sợ còn có một đoạn dài đằng đẵng đường muốn đi bất quá khương hằng cũng không nóng nảy chờ hắn chân chính bước vào đại đế cảnh giới thời điểm tam đại dị tượng tề xuất tất nhiên có trấn áp trời xanh chi uy tiếp xuống liền đem là hóa long bí cảnh rồi, Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra. Lần này tại tứ cực cảnh tu luyện bên trong, Khương Hằng trọn vẹn hao tốn 2 năm thời gian, tiếp xuống hóa long bí cảnh, chỗ tốn hao thời gian chắc chắn càng nhiều. Cái gọi là hóa long bí cảnh, tu luyện chính là nhân thể đại long cột sống, từ xương cùng đến xương cổ, hết thầy có cửu biến. 9 cái tiểu cảnh giới, lại xưng hóa long cửu biến lúc tu luyện muốn dùng mỗi một tiết cột sống đều phẳng phất giống như thiên tri trụ cột trụ cột cứng như bàn thạch một khi tại hóa long bí cảnh bên trong tu luyện tới viên mãn cấp độ xương sống liền đem hiện ra thành rồng sau đó khương hằng lần thứ hai nhắm mắt bắt đầu đắm chìm tại trong tu luyện hồng hoang bắt đầu thành tự nhân tộc đại đế thẳng thi tam vạn niên long đằng vọt tiên đài cẩm tú sơn hà Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Tại Hóa Long Bí Cảnh bên trong, Trung Châu Thái Hoàng Khai Sáng, Thái Hoàng Kinh liền là mạnh nhất tu luyện công pháp. Tu luyện Thái Hoàng Kinh có thể sinh ra Hoàng Đạo Long Khí, lực công kích có thể kháng hoành trong cửu bí, đấu tự bí, khí thế phi phàm. Dựa vào Thái Hoàng Kinh, Khương Hằng tốc độ tu luyện cực nhanh, chín đại cột sống rất nhanh liền dần dần bị Khương Hằng tu luyện đến viên mãn cấp độ. Cửu Biến Hóa Long nhảy một cái nhìn tiên, xương sống đại long đạt đến viên mãn, mới có thể tiến nhập bí cảnh cuối cùng của thân thể con người, tiên đài bí cảnh. Mà bây giờ, Khương Hằng cũng đã đem Hóa Long cửu biến dần dần tu luyện thành công, cột sống đã hóa thành hình rồng. Trong nháy mắt này, Khương Hằng toàn thân run rẩy, Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long tứ đại bí cảnh bên trong đều có tụng kinh thanh âm vang lên, vang vọng thiên vũ tại cái này tứ đại bí cảnh bên trong, Khương Hằng tu luyện đều là các cấp độ đoạn mạnh nhất đế kinh, chắp vá lên liền là trên đời vô song, nối thẳng đại đạo đỉnh. Hóa Long đại viên mãn, Long đằng vọt tiên đài. Tại Khương Hằng trong thân thể, sống lưng như một con rồng lớn ngẩng đầu mà lên, bay thẳng tiên đài. Con rồng này thật cứu sống lại rồi, ngưng tụ một đạo vĩnh hằng thần quang, bễ nghĩa thiên hạ sau đó, cự long phun ra một khỏa tiên châu, điểm hóa thành một tọa vô thượng tiên đài. Trong chốc lát, trên bầu trời lần thứ hai sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, hừng hực điện quang chút xuống, như cửu thiên ngân hà rơi xuống. Hóa long bí cảnh viên mãn, nhảy lên tiên đài thời điểm, thiên kiếp lần thứ hai hàng lâm, mà lần này thiên kiếp, xa so với tứ cực cảnh viên mãn thời càng khủng bố hơn. Ẩm ầm Lôi điện đánh xuống, hình thành một mảnh lôi điện hải dương, vô biên bao la, kinh khủng vô biên, lóe ra một tia điện, liền đem hư không băng liệt. Tại cái kia vạn trượng điện hải trung tâm, Khương Hằng toàn thân đều đang nhấp nháy thần huy, xương sống cự long ngẩng đầu mà lên, thổ châu hóa tiên đài, cùng đầu lâu trùng hợp. Đây chính là bí cảnh cuối cùng, tiên đài bí cảnh nhân thể đại long dưỡng thành nhảy lên lên trời là đài tiến vào bí cảnh cuối cùng vừa sâu xa vừa khó hiểu hoàng cổ thánh thể tỏa sáng trói lọi khương hằng trong thân thể rồng bay lên chiếu rọi vạn linh trở về nguyên sơ có khai thiên tích địa huyền cơ lần này thiên kiếp rất đặc biệt ép xuống chậm chạp không dẫn động không có công kích thế nhưng kinh khủng thần năng lại càng thêm đáng sợ chấn động tâm hồn Khương Hằng cũng không nóng nảy, tử tế thể ngộ tiên đài bí cảnh huyền diệu, đem tự thân trạng thái tăng lên tới cực hạn. Đến một đoạn thời khắc, thiên kiếp rốt cục toàn diện bộc phát, vô tận lôi điện trong nháy mắt liền đem Khương Hằng bao phủ hoàn toàn. Đủ loại thần quăng, vô tận tử tiêu, đại diễn thần lôi, ngũ hành nguyên điện, cửu kiếp lôi đình vô cùng vô tận, toàn bộ đánh hạ đây là một mảnh xôi trào lôi điện đại dương mênh mông thuộc về thiên kiếp thế giới cũng không biết có bao nhiêu loại lôi kiếp cùng nhau hàng thế mỗi một loại vô cùng kinh khủng khương hằng ngẩng đầu hướng lên cùng vô tận lôi điện chém giết lấy tiểu thành giai đoạn hoang cổ thánh thể nghênh đón vô tận lôi điện gột rửa tại thiên kiếp không ngừng xung kích phía dưới khương hằng lần thứ hai bắt đầu bị thương cường đại nhục thân bên trên từng đạo từng đạo vết thương ghê rợn hiển hiện nhưng khương hằng không sợ không hoảng trái lại để cho mình nhục thân cùng thần thức tại thiên kiếp bên trong tiếp nhận gột rửa tẩy rửa trời xanh ánh sáng tại cái này kinh khủng gột rửa bên trong khương hằng nhục thân cùng thần thức thừa nhận hủy diệt tính đà kích bất cứ lúc nào đều có mẫn diệt nguy hiểm rốt cục vô tận lôi hải tiêu tán khương hằng vô luận là nhục thân hay là thần thức sớm đã là rách nát không chịu nổi Khương Hằng cho dù thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn hay là chống được. Tại dạng này tàn khốc cột rửa bên trong, Khương Hằng thu hoạch cũng là không phải tầm thường. Một tiếng long phượng hòa minh thanh âm phát ra, Khương Hằng toàn thân thần hoàng bay lượn, chân long xoay quanh, kỳ lân nhìn trời, từng cái tiên linh xuất hiện, rực rỡ trói mát. Đây là lúc trước đạo cung bí cảnh bên trong thai ngén thần chi, vào giờ phút này hoàn toàn thức tỉnh, phát sinh không thể tưởng tượng nổi lột xác thiên địa nguyên khí như nước vọt tới lại thêm có trong lôi kiếp tiên quang phô thiên cái địa mà xuống hướng về khương hàng thân hình hội tụ tu phục hắn thương vết khương hàng thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ huyết nhục chớp động ánh sáng óng ánh gãy xương tiếp tục thân như lưu ly li bảy màu sau cùng tại sấm sét vang dội bên trong một cái như chiến như thần thân ảnh đứng yên trong hư không tóc đen tung bay toàn thân lấp lóe bảo huy trói lọi trói mát Khương Hằng chẳng những khỏi hẳn thương thế, càng là bước lên đỉnh cao, giơ tay nhấc chân có được vô tận chiến lực, hắn đã vượt qua hóa long bí cảnh, đăng lâm tiên đài. Chỉ là đến lúc này, Khương Hằng đã không có đến tiếp sau tu luyện công pháp. Chỉ có hối đoái hậu kỳ già thiên đế pháp mới có thể tiếp tục tiên đài bí cảnh tu luyện. Lúc này cũng là không vội, bởi vì thiên kiếp còn chưa chưa kết thúc, cửu thiên bên trên, kiềm chế khí tức đã trở nên càng thêm ngưng trọng. Tại Cửu Thiên bên trên Vô Biên trên Lôi Hải, một tòa cổ xưa công trình kiến trúc ngay tại chậm rãi thành hình, vô cùng huyền diệu khí tức truyền đến, đè người không thở nổi. Mơ hồ có thể thấy được cái kia kiến trúc cổ xưa phía trên có một khối to lớn bảng hiệu, dâng thư ba chữ to Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung, đạo tổ sở tại Tử Tiêu Cung sao biết hiện ra? Khương Hằng hơi sững sờ, có một ít kinh ngạc nói ra khương hằng tự nhiên biết rõ tử tiêu cung chính là đạo tổ hồng quân nơi ở cái kia tại hồng hoang thế giới bên trong có thể nói là đệ nhất thánh địa tử tiêu cung xuất hiện có phải hay không mang ý nghĩa đạo tổ đã chú ý đến chính mình tồn tại đây mới là khương hằng chỗ lo lắng nhưng tỉ mỉ nghĩ lại khương hằng lại lắc đầu nếu như là đạo tổ thật phát hiện chính mình tồn tại